giúp ta sai khiến người khác, thậm chí mua cả sinh mạng của họ. Vậy tại sao ta không sử dụng nó để mang lại sự thanh thản cho mình? Cái gì cũng có giá của nó. Thằng Hảo nó nhận tội thay con, bố không để nó thiệt đâu. Cậu là bạn Hằng Thức à? Hôm đám tang nó, tôi không thấy cậu. Chắc là ở xa không về kịp phải không? Dạ vâng. Cháu cũng định qua nhà nhưng mà... Bây giờ có qua nhà cũng không gặp ai đâu. Tại sao lại thế hả bác? Mẹ nó, sau khi lo đám tang của nó xong thì bị đột quỵ, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Mà vợ tôi bây giờ cũng đang trong bệnh viện trông bà ấy đấy. Chú ơi, mẹ Thức bây giờ như thế nào rồi ạ? Cũng may cấp cứu kịp thời, nhưng mà bà nhiều bệnh lắm, chả biết thế nào cả. Khổ thân bà, chồng mất sớm, ở bệnh, còm cõi nuôi con, mong con khôn lớn để được nhờ cậy. Mà thằng Thức, nó là thằng hiểu chuyện, thông minh, nó thương mẹ nó lắm. Tốt nghiệp ra trường, xin việc, nó nói là nó lĩnh tháng lương đầu tiên ấy, thì nó dẫn mẹ nó đi để mua sắm, đền bù lại cái quãng thời gian vất vả trước kia. Đùng một cái, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định. Vậy cái người gây tai nạn, họ có trách nhiệm hay đền bù thỏa đáng không chú? Trách nhiệm thì để pháp luật họ xử lý. Còn tôi cũng mong pháp luật họ xử lý cho công minh, để cho thằng Thức ở dưới suối bạc nó cũng được thanh thản. Còn đền bù, tôi hỏi cậu, đền bù như thế nào cho đủ? Khi người mẹ mất con mà là đứa con duy nhất, đền bù như thế nào? Khi gia đình chúng tôi mất một đứa cháu hiếu thuận. Giá như thằng lái xe nó tuân thủ luật giao thông, nó không uống rượu khi lái xe thì làm gì đến nỗi. Cháu quên mất cháu, đến giờ cháu phải đi rồi. Chào chú ạ.